Thưa quý vị, là một người tu hành, sư cả Thạch Sa Van luôn có sẵn lòng từ bi, thương người nghèo khổ. Tuy bản thân thì không có nhiều tiền, nhưng mà trụ trì của chùa Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh lại có tiếng nói và rất uy tín. Trong suốt 26 năm qua, thì ông đã đứng ra để vận động và giúp cho hàng ngàn người có cơm ăn, có áo mặc, có nơi che mưa che nắng và cả nơi an nghỉ tươm tất. 13 tuổi vào chùa tu, 16 tuổi, sư Thạch Sa Van đã biết đi vận động mạnh thường quân giúp đỡ bà con nghèo. Tính ra đến nay, con đường thiện nguyện của sư thầy đã 26 năm. Không ai có thể thống kê nổi đã có bao nhiêu bà con nghèo ở huyện Trà Cú được cơm ăn áo mặc nhờ sự vận động của sư cả. Chỉ biết trong đợt dịch Covid-19 hồi năm 2021, với nguồn tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân, sư Thạch Sa Van đã trao hơn 30 tấn gạo, 2.200 phần nhu yếu phẩm, chưa kể 3 lần tổ chức hội chợ không đồng. Không chỉ lo cái ăn, cái mặc, bà con nào khó khăn về nhà ở, sư cả cùng các mạnh thường quân còn tặng đất, cất nhà. Đây là dãy nhà vừa được sư thầy xây dựng cách đây không lâu, nay đã kín người vào ở. Nếu không có đại đức giúp đỡ gia đình tôi không được như thế này đâu. Trước đây ở nhà cũ siêu vẹo, rột và cũng không có đường đi lại. Tôi cảm ơn đại đức đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Tính đến nay, sư cả Thạch Sa Van đã xây được 70 căn nhà như thế này. Riêng năm 2021 là 36 căn. Xây nhà tình thương, nếu mình không chịu khó, không thể nào làm được. Các mạnh thường quân thì mình phải làm sao để cho họ tin tưởng. Muốn làm một cái căn nhà nào thì phải đến để xem xét gia đình đó có thật sự là khó khăn hay không. Thì mình chụp hình lại để gửi cho mạnh thường quân. Thì trong khi làm đó, mình phải đi thăm thường xuyên. Chưa xong chuyện lo no ấm, có nơi che mưa nắng cho dân. Sư cả Thạch Sa Van lại trăn trở chuyện sức khỏe của bà con. Là một xã vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, việc đi lại thăm khám của bà con vô cùng vất vả. Hiểu rõ điều này, sư thầy đã mời bác sĩ về chùa tổ chức khám chữa bệnh cho bà con vào mỗi cuối tuần. Càng làm, đại đức Thạch Sa Van càng hăng say, vì xem niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui của chính mình.